Xin giới thiệu, đây là dàn mini model là Victor 7 màu. Cái tên Victor 7 màu là gọi chung cho tất cả các dòng model Victor. Nó có lấp lánh 7 màu trên màn hình, mình gọi chung là vậy. Nhưng nó phân ra rất là nhiều model: Victor Q1, Q10, A70, F70, rất là nhiều model. Nhưng mà nôm na thì nó thiết kế theo kiểu giống như nhau như vậy. Dàn Victor 7 màu thì với chất lượng âm thanh nịnh tay người nghe, bass rất là chắc và chuẩn. Một bộ, hai bộ, ba bộ, bốn bộ, em về bốn bộ. Em hay nói ví von đây là một bộ dàn nữ hoàng phòng ngủ của em. Vì sao? Để trong phòng ngủ nghe được radio FM, nghe được CD, MD, kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mà trong khi đó lấp lánh như vậy, vừa đẹp vừa sang như vậy mà còn gì bằng. Thay cho đèn ngủ là tuyệt vời luôn, khỏi tốn tiền mua cái đèn ngủ luôn. Đây, đọc đĩa cực kỳ tốt nha. Em cho vào một dàn thôi để mình nghe chất lượng âm thanh. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các anh có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ với em. Giá là giá của bộ dàn, không bao gồm phí ship, không bao gồm phụ kiện là đổi nguồn hoặc dây kết nối điện thoại. Nên các anh mua gì thì kèm thêm thì mình tính tiền thêm nha. Bên em xin hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này thì vui lòng cọc giúp em 300.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh có thể chuyển đủ hoặc chuyển cọc đều được. Liên hệ đến số điện thoại này để em tư vấn cho mình, hoặc là các anh có thể nhắn tin qua Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau của bộ dàn qua Zalo cho các anh tham khảo. Bên đây là một mẫu khác của 7 màu là A70 nè. Đầu vuông, mấy kia là tròn tròn. Nó trượt như vậy. Đây, tất cả điều chỉnh màu sắc được, đều full chức năng. Bây giờ mình sẽ cho em MD nha. Trượt xuống là CD, trượt lên là bỏ MD. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua tiếng hát như Quỳnh ở bên đây trước nha. Giờ mình lay CD. Đây có chữ CD, lay CD. Có chữ MD, lay MD. FM, AM, lay là nghe radio và kết nối điện thoại. Bây giờ mình nhắn lay CD. Đã khuya rồi đây, trăng chênh chênh xuyên ánh quang mình. Trời đã mưa rồi đây, mưa trên xóm xa ánh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hun hút với đêm sâu, bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoài ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già, thầm nhớ ngoài xa đang tranh đấu cho nước nóng nhà. Người anh tôi không quên ơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua. Mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa MD. Tại sao ước ca bài ca sầu như
con. Mình sẽ test bình A70 nha. Mình sẽ lay CD. Em chọn bài số 2. Hỏi bên cửa hàng. Bây giờ mình sẽ test nhạc qua chức năng AMD rồi em xin kết thúc clip test luôn. Vậy là full chức năng. Em sẽ quay mặt sau từng bộ vàng. Công suất của Amply 55W, công suất lo 40W trên cặp lo. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các anh nào mua bộ vàng với to 7 màu thì liên hệ số điện thoại trên bài đăng giúp em. Chất lượng âm thanh của Victor lúc nào cũng vậy, nịnh tai, dễ nghe, rất hay. Và hình thức cực kỳ đẹp, lấp lánh đèn 7 màu trên màn hình như vậy. Ngoài ấy ra mà xưa còn thầm mơ, còn thắm hoa đào, mắt xưa còn xanh màu biếc, nụ cười có đẹp chăng nào.